Dạ em xin chào tất cả quý con đã đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ. Dạ thì địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại di động qua số là 0858335778 nha. Dạ thì sáng hôm nay em lại lên cho tất cả mọi người hai cái con motor Nhật Bãi ha. Phải nói là motor rất rất là đẹp luôn mọi người. Thì đến từ thương hiệu là Mitsubishi của hãng Superlight. Thì hai con này hai con motor 3 pha nha. Nhật nguyên zin, đường made in Japan ha. Một con là 5.5 ha, một con là 6.3 kW. Đó, con này là điện 3 pha 220 ha. Còn con này là 3 pha 388 zin. Đó. Thì tất cả đều là tốc chậm hết nha. Và cái con này zin á, zin nguyên bản nha, nè, sơn zin, lỗi zin, cốt zin tất tần tật hết. Nhìn rất rất là đẹp luôn. Cốt là cốt 38 nha, nè. Con này chưa vệ sinh mà đẹp nha. Mà ra 3 dây điện nha bà con ha. Cái này bà con có thể sử dụng 282 và 388 được rồi ha. Rồi thì những con motor này để cho bà con mình sử dụng nhà có điện lưới 3 pha ha, hoặc là sử dụng biến tần nha. Đó, zin nguyên bản, để em quay vòng cho bà con xem nha. Motor Nhật mà Superlight đẹp gì rất là hiếm bà con. Cái con này là 6.3 kW thì nó chắc tầm khoảng 8 đến 9 HP bà con. Con này là 5.5 là 7 người rưỡi nha. Đó. Thì này thích hợp cho những anh chị mà cô chú sử dụng ở những cái vùng miệt Kiên Giang, miệt Cà Mau rồi đó, hay chạy quạt đầm tôm hay là sử dụng trong những cái vuông bơm rồi ha. Đó, thì khu đó em bán những cái dòng này rất rất là nhiều. Thì nay em tiếp tục lên hai con nó là cực kỳ đẹp, cực kỳ vip như thế này nè. Thì bà con có nhu cầu sử dụng thì cứ alo cho em ha. Thì mấy con này giá nó cũng rất là ok với con, tầm khoảng 4 triệu ngoài một con thôi đó. Bà con mà có nhu cầu sử dụng những cái con motor Nhật bãi mà hàng whip hàng đẹp á, như thế này á, 3 pha hay là xuống điện 1 pha, cứ alo cho em ha. Dạ rồi em xin cảm ơn ạ. Chúc mọi người ngày mới tốt lành nhé. Dạ em xin chào ạ. Cửa hàng Thành Thịnh Nông Cơ xin kính chào quý khách. Tự hào được biết đến là đơn vị uy tín với nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên sửa chữa, mua bán, trao đổi phụ tùng và máy móc nông nghiệp như đầu xịt thuốc, dây hơi, máy xăng, máy cưa, máy cắt cỏ, bình xịt điện, bình xịt máy. Với phương châm uy tín, chất lượng, nâng tầm thương hiệu cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, Thành Thịnh cam kết mang tới cho quý khách hàng sản phẩm chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, bảo hành dài hạn. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 0858 335 778, địa chỉ Mỹ Điền, Mỹ Long, Cai Lậy, Tiền Giang. Thành Thịnh Nông Cơ, một uy tín triệu niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.